tìm ai? À, chào anh có phải là Mẫn, đội trưởng tư nhân phố của đây không ạ? À, đúng rồi anh, tôi là Mẫn nè, có gì không anh? Tôi là bác sĩ Nguyên, đến từ trung tâm y tế dự phòng quận 5. À, hôm nay theo như lịch hẹn thì tôi đến đây để tư vấn sức khỏe cho khu phố của mình. Chào anh. Rồi, mời anh vô nhà. Mời anh ngồi. Dạ, cảm ơn anh. Thì hôm nay đến khu phố của mình là tư vấn về sức khỏe, đặc biệt là về cái vấn đề viêm gan. Thì không biết là khu phố mình hôm nay có trường hợp nào bị viêm gan không anh? À, viêm gan hả? Tôi nhớ là có nhà chị Liên thì mới phát hiện chị chồng chỉ bị viêm gan. À, dạ, chờ tôi chút xíu nha. À, đây thì nhà chị ở đầu hẻm nè. Có nhà có ba người, hai vợ chồng chị đều làm giáo viên, chứ có thằng con trai học lớp 4, lớp 5 gì đó. Thôi giờ trước mắt tôi dẫn anh lại đó trước nha. Chị Liên ơi, có nhà không chị Liên ơi? Chào chị, bữa nay có bác sĩ Nguyên là bác sĩ của trung tâm y tế dự phòng quận mình nè, xuống đây trước hết là thăm hỏi gia đình mình, sau là tư vấn sức khỏe cho gia đình mình của chị. Chào bác sĩ. Chào chị, tôi là Nguyên, bác sĩ của trung tâm y tế dự phòng quận 5. Hôm nay tôi đến gia đình mình thì để tư vấn sức khỏe cho gia đình. Không biết là mình có thể trao đổi ngay bây giờ luôn được không? Được, bây giờ tôi cũng không bận gì. Mời bác sĩ với anh vô nhà. Cảm ơn chị. Mời anh vô nhà. Cảm ơn chị. Ủa, Nam con chị với lại chồng chị đâu rồi? Chồng tôi thì đi dạy chưa về, còn thằng Nam đi học. Nay tôi có dạy có một tiếng buổi sáng nè, cho nên giờ gần rảnh ha. Thì tôi cũng biết là tình hình nhà mình á, là mới phát hiện chồng chị bị mắc viêm gan. Cho nên hôm nay nhân dịp có bác sĩ Vinh quận xuống, tôi mới dắt bác sĩ Nguyên là nhà mình để tư vấn sức khỏe. Thì bác sĩ Nguyên đây là người rất là nhiệt tâm, có gì chị cứ hỏi anh tự nhiên nha. Vậy thì tốt quá rồi. Như vậy thì đầu tiên tôi sẽ hỏi về gia đình mình một chút xíu. Biết là chị bao nhiêu tuổi rồi? Năm nay tôi được 35 rồi bác sĩ. Chị làm nghề gì? Tôi là giáo viên. Chị là chắc là bận rộn lắm đúng không chị? Tôi là giáo viên chủ nhiệm nên cũng khá bận. Nhưng mà nói bận gì thì bận á, chứ cũng phải dành thời gian cho gia đình. Tại bác sĩ biết không, gia đình là nền tảng của mình mà. Bác sĩ Nguyên biết không, gia đình của chị Liên đây là đạt danh hiệu gia đình văn hóa 3 năm liên tiếp rồi đó. Như vậy là cộng rộn như vậy mà vẫn có thể gia đình hạnh phúc như vậy là thấy rất là tốt ha. Như vậy thì gia đình mình có bao nhiêu người chị? Nhà tôi thì có hai vợ chồng với đứa con nè. Như vậy thì ông xã chị là bao nhiêu tuổi rồi? Ảnh thì 40 rồi. Ảnh làm nghề gì? Ảnh cũng giáo viên dạy chung trường với tôi nè. Còn bé thì sao? Bé thì nó năm nay là lớp 5 rồi. 10 tuổi. Bé Nam nhà chị á là dễ thương lắm, ngoan ngoãn mà học giỏi lắm, năm nào nên thử học sinh giỏi cho bác sĩ. Hai vợ chồng bận rộn như vậy mà có thể nuôi dạy con cái mẹ rất là đáng khen. Như vậy tôi sẽ hỏi một chút xíu về tình hình sức khỏe của gia đình mình ha. Đầu tiên là qua tổ trưởng tôi đã biết là ông xã chị là mới phát hiện viêm gan B, thì không biết là phát hiện từ hồi nào vậy chị? Mới hồi tuần rồi bác sĩ. Nhưng mà mình phải có một cái triệu chứng gì để mình đi khám phát hiện đúng không chị? Thì mấy cái tuần trước á, tôi thấy là ảnh bị đau bụng nè, rồi hay mệt mỏi, quể quải, nên tôi có khuyên ảnh đi khám đi. Thì mới đi khám một tuần rồi thì được bác sĩ chẩn đoán á viêm gan B mạn. Như vậy thì không biết là nói giờ ảnh có hút thuốc lá nhiều không? Ảnh thì ảnh ghét thuốc lá lắm, đó giờ ảnh không có hút thuốc. Rượu bia thì sao? Rượu bia thì thỉnh thoảng ảnh mới uống, có dịp đám tiệc gì á, ảnh uống. Nhưng mà một lần uống là uống bao nhiêu? Uống nhiều hay không? Lần uống ảnh uống cũng nhiều á. Ngoài cái viêm gan B đó ra, phát hiện ra thì ảnh đã từng được phát hiện những bệnh lý nào khác không? Tôi nhớ thì trước giờ á, ảnh chưa có bệnh gì hết á. Chị và bé có bị viêm gan B không? Thì lúc mà ảnh đi khám bệnh á, thì tôi với dẫn thằng nhỏ theo đi xét nghiệm luôn. Thì kết quả trả ra thì không có bị bệnh gì hết á. Hiện tại sức khỏe của anh như thế nào rồi chị? Rồi ảnh á hả, thì giờ ảnh cũng chưa có khỏe hẳn nữa. Còn hơi mệt mỏi.
thì cũng đỡ được hai ba phần rồi. Như vậy thì để tôi tóm tắt lại một chút xíu ha. Như vậy thì gia đình chị là ba người, hai vợ chồng là giáo viên, có một bé 10 tuổi và ông xã chị thì mới phát hiện viêm gan B từ tuần trước. Hàng ngày con xét nghiệm thì không phát hiện thấy viêm gan B đúng không ạ? Như vậy thì gia đình mình bận rộn như vậy đó, nhưng mà có hay lên báo đài TV để mình tham khảo những vấn đề về sức khỏe hay không? Có chứ bác sĩ, tôi hay coi mấy chương trình sức khỏe trên TV á. Ồ, nhưng mà cái thái độ như vậy rất là tốt ha. Nhưng mà theo dõi trên TV rồi, nhưng mà cụ thể là về viêm gan B thì chị có những thông tin như thế nào? Cái viêm gan B thì tôi chỉ có biết sơ sơ thôi à. Giống như là tôi biết viêm gan B á thì có thể diễn tiến thành xơ gan nè, rồi ung thư gan nữa. Chị có biết như vậy là rất là chính xác. Ngoài ra đường lây của nó thì sao? Đường lây của viêm gan B thì sao? Theo tôi nhớ đó là ba đường nè, đường máu, đường tình dục, rồi đường truyền từ mẹ sang con, đúng không bác sĩ? Cái thông tin của về viêm gan B như của chị như vậy á, theo tôi là rất là tốt, được chưa? Rất là chính xác. Lát nữa mình sẽ đi sâu thêm về những vấn đề đó, nhưng mà tạm thời như vậy là rất là chính xác. Như vậy thì chị đã làm gì rồi để giúp anh có thể cải thiện tình hình về sức khỏe? Chị có thể làm. Tôi thì nhắc ổng uống thuốc đều đặn nè, rồi đi khám theo lịch của bác sĩ. Rất là tốt, rất là tốt. Còn về cái vấn đề phòng tránh thì sao? Chị đã làm gì rồi để phòng tránh cho chị và cho bé Nam ở viêm gan B? Phòng tránh thì tôi cũng không biết rõ nữa, nhưng mà có cái này tôi lo lắm là bé Nam á, nó cứ đeo theo bố nó hoài à, nó mến bố nó lắm. Rồi tôi không biết là lỡ mà ảnh nó chảy máu hay gì đó, nó lây cho nó thì khổ nữa. Tôi thấy rất là hiểu cho cái sự lo lắng của chị, và sự lo lắng của chị nó hoàn toàn có cơ sở. Tuy nhiên thì tôi cũng khuyên chị là đừng nên lo lắng quá. Bởi vì sao? Bởi vì là để cái sự lây truyền như chị nói nó xảy ra thì nó phải có hai điều kiện. Điều kiện thứ nhất là gì? Là cả anh nhà và bé Nam cùng có những cái vết thương ở ngoài da và vết thương có chảy máu. Thứ hai là những vết thương nó tiếp xúc với nhau, hoặc là máu của anh nhà tiếp xúc với vết thương của bé Nam. Mà ngay khi mà nó xảy ra thì cái khả năng lây truyền là không cao. Mặt khác, nếu như bé Nam đã được tiêm ngừa vaccine viêm gan C V thì cái nguy cơ nó còn thấp xuống nữa. Cho nên là tôi nghĩ là chị không nên lo lắng quá. Đó, chị có thể hiểu được vấn đề này không ạ? Thì tiện đây là quận mình thì hiện nay đang có một cái chương trình tuyên truyền về viêm gan B. Tôi có đem theo những cái tờ rơi để nói về những cái vấn đề của căn bệnh này. Thì mời chị và anh tổ trưởng có thể là tham khảo một chút xíu. Hai anh chị có thể tham khảo chút xíu trước khi mà mình đi vào thảo luận về những vấn đề của viêm gan B ha. Đi sâu về những cái này ha anh chị ha, đi sâu về những vấn đề này. Thứ nhất là đây là tờ rơi nói về bệnh viêm gan B. Đây nó có 5 nội dung cơ bản trong tờ rơi này. Thứ nhất là những triệu chứng. Thứ hai là diễn tiến của bệnh. Thứ ba là đường lây truyền của bệnh. Thứ tư là làm gì khi đã bị nhiễm bệnh. Và cuối cùng rất quan trọng là cách phòng tránh bệnh viêm gan B. Đầu tiên là triệu chứng. Viêm gan B nó gây ra rất là nhiều triệu chứng. Đầu tiên phổ biến nó có thể là đau vùng bụng phía bên trên và bên phải, hoặc là có thể là nó sẽ gây chán ăn, mệt mỏi. Đó, nó có thể gây là da mình vàng, là mắt mình vàng, hoặc đơn giản hoặc là đa số nó không có triệu chứng gì hết. Do vậy bệnh này rất khó phát hiện được. Thứ hai là về những cái diễn biến của bệnh thì đúng như chị nói hồi nãy là bệnh viêm gan B thì diễn biến đến xơ gan và ung thư gan. Tuy nhiên tôi muốn hỏi chị một tí xíu là chị có biết là thời gian để nó diễn biến từ viêm gan cho đến xơ gan, ung thư gan hay không? Bao nhiêu lâu? Chị là bao nhiêu lâu? Cái này là tôi cũng không biết nữa. Thật ra là từ 15 đến 20 năm, 15 đến 20 năm, và nó còn tùy thuộc rất nhiều vào từng trường hợp của bệnh nhân. Ví dụ như nếu như bệnh nhân đã từng mắc những bệnh khác, HIV, viêm gan C, siêu vi C, hoặc là bệnh nhân nghiện rượu, nghiện thuốc lá chẳng hạn, thì cái thời gian đó nó sẽ rút ngắn xuống lại. Trường hợp anh nhà tôi nghĩ là cái thời gian này nó sẽ không bị rút ngắn đâu, tại vì anh nhà không có những yếu tố nguy cơ này. Chị có hiểu không? Thứ ba là vấn đề quan trọng đó là đường lây truyền. Thì viêm gan siêu vi B, ba đường lây truyền rất đúng như chị nói hồi nãy: đường mẹ sang con, đường tình dục và đường máu. Đường mẹ sang con đặc biệt quan trọng khi mà chị sang em bé. Thời điểm chị sang em bé là cái thời điểm mà
nguy cơ cao nhất xảy ra sự lây truyền giữa mẹ và con. Thứ hai, Bác sĩ cho em hỏi cái này nè, là em có con mạnh không? Nó cũng bị viêm gan siêu B mà nó đang mang thai 2 tháng, thì trong lúc mang thai thì nó có thể lây qua cho con nó không? Tất nhiên là trong lúc mang thai vẫn có thể lây truyền qua cho con, tuy nhiên khả năng là thấp, không phải là quá cao, và mình có những cái cách để mình giảm nó xuống bằng cách là trong lúc mình mang thai mình vẫn tiếp tục điều trị hen suy B. Cái thứ hai là nếu như mình sinh mổ thì cái tỷ lệ lây truyền nó sẽ giảm xuống được khoảng 18%, và cuối cùng là sau khi sinh em bé xong thì mình sẽ chích cho em bé một liều vaccine siêu B, một liều vaccine và một cái gọi là những cái sản phẩm từ huyết thanh có tác dụng là chống lại virus viêm gan siêu vi B, và như vậy thì mình làm đủ như vậy thì nó là cái nguy cơ nó giảm xuống rất là thấp. Chị có thể hiểu, chị có thể hiểu không? Như vậy mình sẽ qua cái đường tiếp theo đó là đường tình dục. Thì viêm gan siêu B lây truyền qua đường tình dục cả đồng giới lẫn khác giới. Đường máu thì còn như máu thì những chế phẩm từ máu đều có khả năng lây truyền viêm gan siêu B, ví dụ như là huyết thanh tươi nè, hồng cầu lắng, vân vân. Chị có từng nghe đến những cái từ ngữ đó bao giờ chưa? Có, thì lúc mà tiết kiệm máu á, thì tôi cũng có nghe về mấy từ này Rất là tốt. Thì ngoài ra chị có thấy là nó có thể lây truyền qua dịch tiết của bệnh nhân, ví dụ như dịch tiết là nước mắt, nước mũi, đàm, nhớ của bệnh nhân có thể lây truyền được nha chị. Thứ hai, tiếp theo nữa là mình có thể lây truyền qua việc dùng chung kim tiêm với bệnh nhân. Mình có thể lây truyền qua việc xăm mình, châm cứu, xỏ lỗ tai mà những cái việc đó mình không dùng những cái thủ thuật sát trùng, tiệt trùng mà đúng quy cách thì vẫn có khả năng lây truyền. Và thứ tư, rất cụ thể luôn là anh nhà đang bị nhiễm viêm gan siêu B rồi thì mình cần làm điều gì cho anh nhà. Thì thứ nhất rất quan trọng là phải bỏ thuốc lá và bỏ rượu bia đó, bỏ thuốc lá và bỏ rượu bia. Ủa bác sĩ, còn thuốc lá là ảnh hưởng vô phổi chứ, cái này bệnh gan mà nó liên quan gì bác sĩ? Thật ra nó như thế này nha, thì hút thuốc lá tức là anh đã đưa một lượng chất độc từ bên ngoài vào phổi của mình rất là nhiều luôn đó, và từ phổi của mình nó sẽ đi vào máu, mà gan của mình là làm nhiệm vụ lọc những chất độc từ máu ra khỏi cơ thể. Như vậy mình đưa rất nhiều chất độc vào có nghĩa là mình bắt gan hoạt động nhiều hơn và mình làm tăng cái tổn thương ở gan lên, như vậy là nó rất là ảnh hưởng rất là xấu đến tình hình viêm gan B. Nên tôi nghĩ là anh này hút thuốc lá, anh hút thuốc lá không? Cũng có nhất định đâu bác sĩ ơi. Anh phải lát anh phải phải, phải nghe tôi tư vấn tiếp đó nha. Rồi, như vậy thì tiếp theo là mình sẽ vậy. Như vậy là anh nhà không hút thuốc lá, Đúng rất rồi. là tốt. Nhưng mà có hút uống rượu bia như vậy, đầu tiên là phải bỏ rượu bia cái đã. Được chưa? Thì là ăn uống hợp lý, không kiêng khem gì hết, ăn cái này đủ, được chưa? Vận động để cho tăng cường sức khỏe, tập yoga, đi bơi, đi bộ, vân vân, rất là nhiều cái thể loại để mà mình có thể tăng cường sức khỏe của mình lên. Đó, Nhưng mà ngặt nỗi cái như nè, là hai vợ chồng tôi là giáo viên hết, cho nên thời gian cũng không có rảnh rỗi nhiều nữa, thì theo bác sĩ thì nên làm sao bây giờ? thật ra người ta chỉ khuyên là tập chỉ cần một ngày 30 phút và một tuần tối thiểu 3 ngày là đủ. Rõ ràng là không có quá nhiều đúng không chị? Rõ ràng không có quá nhiều. Và hơn nữa mình không nên tập quá sức, vì tập quá sức là không có lợi và nó không có hại nữa, tập vừa sức thôi. Cuối cùng là mình phải thận trọng khi dùng thuốc, thuốc đông y, thuốc tây y vân vân, thận trọng vì những thuốc đó nó có khả năng là ảnh hưởng xấu đến gan của mình, là đi dùng thuốc theo chỉ định của bác sĩ mà thôi. Được chưa? Cuối cùng cái đó là quan trọng, đó là làm cách nào để phòng tránh lây nhiễm đây. Thì đầu tiên là những cái người trong gia đình có người bị viêm gan B phải đi xét nghiệm thường xuyên để tầm soát viêm gan siêu vi B. Điều này thì gia đình mình thì tôi thấy là chị và cháu đã làm rất là tốt rồi. Cái thứ hai là phải tiêm vaccine phòng ngừa viêm gan siêu vi B. Cháu đã tiêm chưa chị? Cháu Nam thì lúc mà mới vừa đẻ ra thì nó được tiêm phòng theo chuẩn của quốc gia rồi. Vậy còn chị thì sao? Tôi thì chưa có tiêm. Như vậy thì chị phải đi tiêm càng sớm càng tốt, đúng không ạ? Một cái không chỉ còn quan trọng là mình quan hệ tình dục an toàn. Như vậy thì cho tôi biết ý kiến của chị về quan hệ tình dục an toàn là như thế nào. Theo tôi á, thì quan hệ tình dục an toàn á là phải sử dụng các biện pháp bảo vệ giống như là bao cao su nè, đúng không bác sĩ? Rất là đúng, thông tin đó rất là chính xác. Tuy nhiên thêm nữa một một ý nữa thôi, đó là quan hệ an toàn, quan hệ chung thủy, chứ chung thủy một vợ một chồng. Được chưa? Như vậy là quan hệ có bảo vệ bao cao su chẳng hạn, và quan hệ chung thủy một vợ một chồng.
Và ngoài ra thì mình cũng cần phải có những bộ dụng cụ riêng dành cho anh nhà, dụng cụ cá nhân riêng, ví dụ như là máy cạo đánh răng nè, dao cạo râu và dụng cụ móng tay móng chân, dụng cụ cắt móng tay móng chân ấy, và tránh làm vây máu khi bị bị thương. Ngoài ra nữa thì anh nhà bị nhiễm HIV, anh nhà rất có khả năng là sẽ có mang tâm lý lo sợ và rất là căng thẳng. Do vậy thì mình cần phải đưa anh nhà đến bác sĩ chuyên khoa để có thể nhận được sự tư vấn thích hợp nhất. Thì không biết là sau khi tôi tư vấn như vậy xong thì chị có những cái thắc mắc gì không? Có cái này điều này tôi lo lắm nè, là tôi nghe nói cái bệnh này không có điều trị khỏi không bác sĩ? Thì tôi rất là hiểu cho chị, vì đây là thắc mắc rất là chung của những người bị bệnh cũng như những cái thân nhân của những bệnh nhân bị viêm gan B. Tôi rất là hiểu và tôi sẽ nói chị như thế này. Thì hiện nay chưa có loại thuốc nào đặc trị viêm gan B. Tuy nhiên chị không cần lo lắng quá, bởi vì chúng ta có rất là nhiều loại thuốc tuy không có đặc trị được nhưng mà có thể làm giảm cái sự phát triển sinh sản của con virus này. Do đó chúng ta sẽ giảm những cái biến chứng của cái bệnh viêm gan B rất là nhiều đó. Và giảm cái khả năng mà nó diễn tiến đến ca gan, diễn đến sơ gan, ung thư gan chẳng hạn, nó giảm xuống rất là nhiều các chị ha, chị đừng lo Ủa lắng vậy quá. cái chồng tôi á là nguy cơ mà dẫn đến sơ gan, ung thư gan nữa là có nhiều không bác sĩ? Theo nhiều nghiên cứu thì đã kết luận là khoảng từ 20 đến 30% bệnh nhân viêm gan B sẽ diễn tiến đến ung thư gan và sơ gan. Chị còn thắc mắc gì không? À, còn cái vụ mà con bạn thân hồi nãy tôi nói với bác sĩ á, là À, gì nữa giờ muốn mà nó có đẻ con ra rồi á thì nó có thể cho con nó bú bằng sữa mẹ không? thì như anh chị biết thì theo nhiều nghiên cứu thì trên thế giới luôn đó, thì người ta đã nghiên cứu rồi, người ta kết luận là không có là cái việc mà cho con bú bằng sữa mẹ không làm tăng nguy cơ lây truyền viêm gan B từ mẹ sang con. Cũng như là cho bú mình hay bú mẹ gì nó cũng lây với nhau hả bác sĩ? Chính xác, tỷ lệ đó là ngang nhau cho bú mẹ và bú mình. Trong khi đó cho nên là người ta mới khuyên là viêm gan siêu B, mẹ viêm gan siêu B vẫn nên cho con bú mẹ hoàn toàn trong vòng 6 tháng đầu, bởi vì tác hại cái gọi là cái lợi ích của việc bú mẹ đó là rất là lớn, cực kỳ lớn. À, như vậy chị có thắc mắc gì nữa hay không? Bây giờ thì tôi hiểu rõ rồi. Như vậy thì anh nãy giờ anh có nghe và anh có thể anh có nhớ cái tôi muốn hỏi anh về, anh có nhớ là cái đường lây truyền của siêu B hay không? À, đường lây truyền hả? Thì có ba đường đúng không bác sĩ? Là đường máu như dịch tiết, đường quan hệ tình dục không an toàn, với đường từ mẹ sinh con trong lúc mà sinh con là cho con bú đó bác sĩ. Cái này nó phòng tránh. Phòng tránh hả? Phòng tránh thì mình cho đi xét nghiệm mấy người trong nhà, Đúng rồi. rồi chích ngừa vaccine, rồi xài mấy cái dụng cụ cá nhân riêng đúng không? Rồi Quan hệ tình dục. quan hệ tình dục thì là an toàn. Tôi thấy là cả hai chị có khả năng mà đặc biệt là anh đây thì tôi thấy là mong là anh sẽ mang cái kiến thức này đến những cái người dân trong khu phố để tuyên truyền đúng không? Chắc chắn rồi. Tôi thấy cái tờ rơi này hay nè, để nữa tôi đi phổ biến cho Tất mọi nhiên người. rồi, tôi sẽ có rất nhiều tờ rơi dành cho khu phố của mình. Như vậy thì để tôi tóm tắt lại cho chị một chút xíu ha. Thứ nhất là cái triệu chứng của viêm gan B đó là đau vùng bụng, đi bên trên là bên phải, vàng da, vàng mắt, chán ăn, mệt mỏi hoặc đơn giản là không có triệu chứng gì. Thứ hai là cái diễn tiến bệnh thì nó sẽ có thể 20 đến 30% diễn tiến đến sơ gan, ung thư gan trong vòng 15 đến 20 năm. Thứ ba là đường lây truyền, ba đường chính: đường máu, đường tình dục và đường từ mẹ sinh con. Thứ tư là làm gì khi đã bị nhiễm: bỏ thuốc lá, bỏ rượu, ăn, ăn uống hợp lý, thể dục thể thao đều đặn và cẩn thận khi sử dụng thuốc. Cuối cùng rất quan trọng là phòng tránh lây nhiễm, xét nghiệm tầm soát viêm gan siêu B cho người trong gia đình. Đó. Tiêm ngừa vaccine siêu B, tiêm ngừa vaccine viêm gan siêu B và cuối cùng là sử dụng những biện pháp quan hệ tình dục an toàn, sử dụng những đồ dùng cá nhân, sử dụng đồ dùng cá nhân sử dụng riêng cho người bệnh được chưa ạ? Như vậy thì chị có thể tóm tắt lại một số ý kiến không? Ví dụ như là triệu chứng là gì, triệu chứng của viêm siêu B là gì? Triệu chứng á là đau ra bụng mà đau ở vùng bên phải phía trên, rồi Chính xác. vàng da nè, rồi mệt mỏi, chán ăn, nước tiểu vàng sậm, nhưng mà đa số là không có triệu chứng.
đây rồi đó, thì chị làm gì để cho cải thiện tình hình nhà? Về phía anh nhà thì bây giờ thì ảnh nên là không có uống rượu nữa, rồi mình ăn uống hợp lý nè, rồi tập thể dục, rồi đặc biệt là quan trọng là cái chuyện sử dụng thuốc thì nên theo chỉ định của bác sĩ, không có sử dụng lung tung. Cuối cùng phòng tránh lây nhiễm thế nào? Phòng tránh lây nhiễm thì ảnh nên có sử dụng dụng cụ cá nhân rồi á thì sử dụng riêng. Rồi và tôi với con thì nên đi xét nghiệm để tầm soát viêm gan B. Rồi tôi thì nên tiêm vaccine càng sớm càng tốt nữa. À, đúng rồi chị. Rồi cuối cùng rất là quan trọng, rất là quan trọng. Là quan hệ tình dục an toàn. À chính xác. Như vậy thì cái khả năng tiếp thu của chị như vậy có thể nói là rất là tốt ha, rất là tốt. Như vậy thì sau khi mà tôi nghe như vậy xong rồi, biết như vậy đó thì chị nghĩ là chị có thể làm được những điều gì trong số những cái điều mà mình vừa nói chị? Nãy giờ tôi hiểu rõ rồi.